trên các tầng trời, chỉ có một đấng duy nhất nắm giữ quyền tối cao trên muôn vật, từ vô thủy đến vô chung.
sau chúng ta đã trồng cái gì?
stories of the living within, and those who remain, they repeat the same tragic stories as those who've gone before. So men can't but ask himself, why do we have to die? Who is in command of this world? And who created this mankind? A creation of Mother Nature. Is this really how man was made? Is mankind in control? In control of its fate? Oh, who rules this world? phải có sự sáng, phải có một khoảng không ở giữa nước, đặng phân rẽ nước cách với nước. Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra. Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời. Nước phải sanh các vật sống cho nhiều.
Ta sẽ tạo dựng con người theo hình ảnh ta, và chúng giống hệt hình ảnh của ta. Ta sẽ để con người làm bá chủ loài cá biển, loài chim trên trời, loài súc vật và cả trái đất, cùng mọi loài bò trên mặt đất. Hãy nhìn đây, ta đến rất nhanh, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta chính là Alpha và Omega. Ta chính là đầu tiên và cũng là sau chót, là cái đầu tiên và cái sau rốt. Never known.
Chúa Trời tạo dựng ra trời đất muôn vật, một thế giới mới tràn trề sự sống đã ra đời. Chúa Trời tạo ra đều hoàn hảo, tuyệt mỹ, thể hiện rõ sự khôn ngoan, tốt đẹp và toàn năng của Ngài.
Đức Chúa Trời đã tự tay tạo ra Adam và Eva dựa trên hình hài của chính mình. Ngài đã ban cho họ hơi thở sự sống của chính Ngài. Jehovah Đức Chúa Trời đã đặt con người ở trong vườn Ê-đen và Ngài nói với họ: Các ngươi được tự do ăn hoa quả của mọi thứ cây trong vườn, nhưng đối với cây biết điều thiện điều ác ở giữa vườn thì các ngươi không được phép ăn, vì một khi các ngươi ăn, các ngươi sẽ phải chết. Nhưng cuối cùng, Adam và Eva đã không nghe theo lời dặn của Đức Chúa Trời. Họ bị Satan trong hình hài con rắn cám dỗ và ăn quả trên cây biết điều thiện, điều ác giữa vườn. Từ đó, con người bắt đầu sống trong tội lỗi. Họ ngày càng bại hoại, xấu xa và suy đồi đến cùng cực, đến mức trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời và không chấp nhận Ngài tồn tại. Vì vậy, Ngài đã quyết định xóa sổ con người bằng một trận đại hồng thủy. Một ngày nọ, Jehovah Đức Chúa Trời đến với Noê. Noê, Noê. Đức Chúa Trời của tôi. Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta. Tất cả là vì loài người mà trái đất đầy rẫy đều hung ác. Vì vậy ta sẽ diệt trừ con người và cả trái đất. Người hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phè, đóng có từng phòng rồi trét chai cả bên trong và bên ngoài. Sau trận hồng thủy, tất cả mọi sinh vật thở bằng mũi trên mặt đất này đều đã chết. Chỉ duy nhất 8 người trong nhà Noê được sống sót, cùng tất cả các loài động vật đã được đưa lên tàu từ trước, mỗi loài một đôi. Tôi
Sau trận hồng thủy, con người đã tiếp tục sinh sôi nảy nở trên khắp mặt đất này cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đã lập một giao ước với họ, Ngài sẽ không bao giờ dùng hồng thủy để trừng phạt nữa. Ngày nay, cầu vồng mà con người chúng ta nhìn thấy là bằng chứng của giao ước giữa Đức Chúa Trời và con người. Đức Giê-hô-va phán: Tiếng kêu trách về Sodom và Gô-mô-rơ thật quá lớn, tội lỗi chúng quá nặng. Ta muốn ngự xuống để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta. Thành phố Sodom và Gô-mô-rơ, hai thành phố này đầy rẫy tội ác hung bạo, dâm loạn ở khắp nơi, giết chóc thì tràn lan không ai có thể ngăn nổi. Họ không những không hối hận mà còn chống đối Đức Chúa Trời. Điều này đã làm Đức Chúa Trời nổi giận. Những người đàn ông đã vào nhà người tối nay, bọn họ đâu rồi? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Ngay sau khi các thiên sứ đưa Lót và gia đình ông ra khỏi thành, thì lửa và diêm sinh đang cháy đã từ trời rơi xuống thành. Ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp thắp sáng cả bầu trời. Và Gô-mô-rơ cùng với tất cả dân chúng trong thành đều bị lửa từ trời thiêu thành tro bụi. Tất cả đều tan biến trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Hậu duệ của tổ phụ Abraham người Israel đã chạy trốn khỏi nạn đói và sống lưu vong ở Ai Cập. Người Israel ngày càng đông đúc trên đất Ai Cập. Điều này đã khiến người Ai Cập lo sợ. Họ bắt người Israel làm nô lệ cho họ. Người Israel đã không chịu nổi sự hành hạ. Họ đã tha thiết cầu xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nghe những lời cầu nguyện của họ và quyết định đưa tất cả người dân Israel ra khỏi Ai Cập. Môi-se là người được Đức Chúa Trời chọn. Môi-se, tiếng kêu của những người dân Israel đã thấu đến ta. Và ta đã thấy dân Ai Cập ức hiếp chúng nó thế nào. Lại đây, bây giờ ta sẽ sai ngươi đến gặp Pharaon để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se đã đem ý chỉ của Đức Chúa Trời đến gặp Pharaon của Ai Cập. Nhưng Pharaon đã hoàn toàn không đồng ý thả người Israel ra. Cho đến khi Đức Chúa Trời giáng 10 tai ương xuống Ai Cập. Khi đó Pharaon cứng đầu mới chịu thỏa hiệp với Môi-se. Dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, người Israel đã được lên đường rời khỏi Ai Cập. Hold on! We have-
ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra. Sau khi thoát khỏi quân lính Ai Cập, Môi-se tiếp tục dẫn người dân Israel đi về phía nam, cho đến khi họ đến núi Sinai. Đức Giê-hô-va xuất hiện trên núi Sinai trong ánh hào quang sáng chói. Thông qua Môi-se, Ngài đã ban bố các điều răn cho người Israel. Đây là những điều răn mà Đức Chúa Trời đã phán: trước mặt ta, các ngươi chớ có các thần khác, các ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, các ngươi không được quỳ lạy trước các tượng ấy, các ngươi không được dùng tên Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi một cách bất kính. Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ. Sau khi Đức Chúa Trời dẫn người Israel ra khỏi Ai Cập, Ngài đã ban hành các giới luật như điều răn, giáo huấn, lệnh cấm và các sắc lệnh cần thiết khác. Các đời sau biên soạn lại có tổng cộng 613 điều. Điều luật dạy cho con người cách thờ phụng Đức Chúa Trời và họ phải sống trên trần gian như thế nào. Chính những điều răn và luật lệ này là những điều đầu tiên hướng dẫn con người cách để tồn tại. Chúng quy định rõ về hành vi và các chuẩn mực đạo đức mà một con người trên trần gian này cần phải có. Những quy định và luật lệ đó cũng là cơ sở và chuẩn mực đầu tiên để xác định hành vi của một người là có tội hay không. Yeah.
đừng mà. Đồng thời, các điều răn và luật lệ này đã cung cấp những thứ rất cần thiết và tiêu chuẩn để các thế hệ sau xây dựng hiến pháp. Chúng cũng đặt nền tảng cho việc hoàn thành toàn bộ hệ thống pháp luật cho các thế hệ sau. Nhiều quy định pháp luật và khái niệm tư pháp ngày nay chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những luật lệ ban đầu này. Ví dụ, tội cố ý giết người, tội hiếp dâm, tội ăn cắp, tội phỉ báng, tội tham nhũng đều được xây dựng trên cơ sở của 10 điều răn. Tất cả điều răn và luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban bố cho người Israel không chỉ tác động một cách sâu sắc đến hệ thống pháp luật của con người, mà chúng còn đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập cũng như hình thành nền văn minh đạo đức của nhân loại và thể chế dân chủ trong xã hội loài người. Sau hàng trăm năm bị ràng buộc phải tuân thủ những điều răn và luật pháp, cuối cùng, người Israel đã không thể duy trì luật pháp nữa. Họ liên tục vi phạm các giáo huấn của luật pháp. Mọi người đều phải đối mặt với nguy cơ bị pháp luật định tội và xử tử. Đồng thời, họ đã nhiều lần bị các dân tộc khác xâm phạm, chịu đựng quá nhiều nỗi khổ của chiến tranh và áp bức. Trong nỗi thống khổ, họ đã khẩn thiết cầu nguyện, van xin Đức Chúa Trời, và họ đã nhận được một lời hứa từ Ngài. Ý nghĩa của lời hứa là người Israel có thể nhận được một của lễ chuộc tội vĩnh viễn, và từ giờ họ sẽ không còn bị định tội hay xử tử theo luật pháp nữa. Đồng thời, lời hứa sẽ thay đổi hoàn cảnh sinh tồn và vận mệnh của người Israel vĩnh viễn muôn đời. Vì vậy, Jehovah Đức Chúa Trời đã nói với hết thảy dân Israel thông qua một nhà tiên tri. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ được đặt trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Năm đầu công nguyên, tại một nhà trọ ở Bethlehem ở nước Israel, có một cậu bé được sinh ra trong máng cỏ. Có ba nhà thông thái đến từ phương Đông. Một ngôi sao chưa từng xuất hiện trước đây đã dẫn họ tới nơi đứa bé chào đời. Đến nơi, họ đã cúi mình làm lễ. Cậu bé này chính là người mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ dẫn dắt và cứu chuộc người Israel khỏi luật pháp. Mankind has never known.
đứa trẻ này là con ai? Thằng bé thông minh quá. Trời sáng lại quá hả? Into the first man and gave life to all mankind. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì thiên quốc là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ đối khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Mà ngươi hễ có thì nói có, không thì nói không. Bởi bất cứ điều gì khác hơn đều từ ma quỷ mà ra. Không phải bất cứ ai thưa với ta lạy Chúa là được vào thiên quốc hết đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mới được vào mà thôi. Chúa Giêsu Christ xuất hiện đã chấm dứt cuộc sống nô lệ của người Israel. Từ giờ, họ không còn phải đối mặt với nguy cơ bị định tội hoặc bị xử tử vì không tuân thủ luật pháp nữa. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều mà cha ta đã hứa. Thomas, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta. Cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, song hãy tin. Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Nhờ của lễ chuộc tội của Chúa Giêsu mà tội lỗi của họ đã được ân xá. Kể từ đó, môi trường sống của họ đã được thay đổi một cách hoàn toàn. Từ đó, người Israel không còn sống theo luật pháp nữa, mà thay vào đó, họ được sống dưới sự che chở của lễ chuộc tội mà Chúa Giêsu đã mang đến cho họ. Điều đó có nghĩa là người Israel đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của luật pháp và họ bắt đầu bước vào một thời đại hoàn toàn mới. Trong thời đại này, họ được ân xá nhờ vào sự ăn năn và ân điển dồi dào của Chúa được ban xuống cho toàn dân họ. Và họ đã được tận hưởng lời hứa mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho họ. Thời đại này chính là một thời đại tràn đầy lòng yêu thương, tình yêu, đức khoan dung, phước lành, sự độ lượng và nhẫn nại của Chúa. Vì vậy, chúng ta gọi thời đại mới này là thời đại ân điển. Chừng nào con người chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, thì tội lỗi của họ mới được ân xá, và họ có thể tận hưởng muôn ân điển và phước lành phong phú của Đức Chúa Trời. Những ân điển này không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa Đức Chúa Trời và con người, mà còn giải cứu nhân loại khỏi cảnh thống khổ của kiếp sống nô lệ. Điều này khiến con người không còn tránh xa Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ nữa, nhưng sẽ được ân xá vì của lễ chuộc tội của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển phong phú của Đức Chúa Trời, nên con người có thể đến trước mặt Ngài bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài không những chấm dứt thời đại cũ, một thời đại bị ràng buộc bởi luật pháp
Ngài còn đưa cả nhân loại của chúng ta bước vào một thời đại mới. Đồng thời, Ngài cũng giúp cải thiện mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người, và mở ra một sự khởi đầu mới, mở màn mới cho công việc quản lý của Đức Chúa Trời giữa nhân loại. Năm 70 sau Công nguyên, tức là 37 năm sau khi Chúa Giêsu phục sinh và thăng thiên, quân đội La Mã đã chiếm được thành thánh Jerusalem. Kể từ đó, người Do Thái đã bị trục xuất khỏi đất nước Israel của họ và buộc phải sống lưu vong ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù người Do Thái đã bị mất quê hương tổ tiên của mình, nhưng nhờ vậy mà họ đã mang phúc âm thiên quốc của Chúa Giêsu, vốn chỉ được biết đến trong đất Do Thái, ra bên ngoài. Họ đã chia sẻ nó tới khắp các quốc gia và mọi miền đất trên thế giới. Phép báp têm sẽ được đổi. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi mà chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình. Cô ấy sống lại rồi kìa. Lạy Chúa, hãy thương xót con. Chúa có tôi khỏi rồi, tôi có thể đứng dậy rồi. Tạ ơn Chúa. Hay quá rồi. Thưa Chúa, lạy Chúa thương xót con của Ngài. Nó có thể đứng dậy rồi kìa. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được đến. Với những điều này, chúng ta phải thừa nhận rằng trí tuệ của Đức Chúa Trời còn cao hơn các tầng trời, và những việc Ngài đang làm thật là kỳ công và không dễ gì hiểu thấu. Mọi điều ác, vì Chúa, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, thời đời. Amen. Vì Chúa, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, thời đời. Amen. Vì Chúa, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha, thời đời. Năm thứ 27 trước Công nguyên, La Mã cổ đại bước vào thời đại đế quốc. Nó dần lớn mạnh và trở thành một đế quốc rộng lớn, kéo dài khắp châu Á, châu Âu, châu Phi và làm bá chủ khắp vùng địa Trung Hải, thống trị khoảng 1/5 dân số thế giới tại thời điểm đó. Sau khi đế quốc La Mã đánh chiếm được Jerusalem và đuổi người Do Thái ra khỏi Israel, Cơ Đốc giáo đã được truyền bá mạnh mẽ rộng khắp đế quốc La Mã. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Vào năm 313 sau Công nguyên, hoàng đế La Mã Constantine đệ nhất đã hợp pháp hóa Cơ Đốc giáo. Nhiều năm về sau, Cơ Đốc giáo được coi là quốc giáo của đế quốc La Mã cổ đại.
Chính sự kiện đặc biệt này đã thúc đẩy sự truyền bá rộng rãi của Cơ Đốc giáo trên khắp châu Âu, châu Á, châu Phi và trong toàn thể nhân loại, đặt nền tảng cho Cơ Đốc giáo trong giai cấp thống trị và dân thường tại các châu lục này. Tất nhiên, điều đó cũng ảnh hưởng đến mọi khía cạnh đời sống của toàn dân châu Á, châu Âu và châu Phi, như tín ngưỡng, tư tưởng, đạo đức, nếp sống xã hội và ứng xử hàng ngày. Đồng thời, Cơ Đốc giáo cũng ảnh hưởng đến hệ tư tưởng và sự nghiệp chính trị của những người đứng đầu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cơ Đốc giáo được truyền bá rộng rãi và ảnh hưởng mạnh mẽ đến từng người dân tại đế quốc La Mã cổ đại. Điều này đã khiến giai cấp thống trị La Mã hoảng loạn cùng cực. Bọn chúng vô cùng sợ hãi và căm ghét Cơ Đốc giáo. Để tránh bị Cơ Đốc giáo thay thế địa vị thống trị của chúng, bọn chúng đã điên cuồng đàn áp Cơ Đốc giáo và tàn sát rất nhiều Cơ Đốc nhân vô tội. Cho đế quốc La Mã phải gánh chịu thiên tai, các cuộc nội loạn và giặc ngoại xâm, cũng như rất nhiều đại dịch vào thời điểm đó. Các dịch bệnh liên tục bùng phát, ngắn thì kéo dài vài thập kỷ, dài thì cả thế kỷ. Và điều này đã khiến cho dân số của đế quốc La Mã giảm mạnh. Đế chế La Mã cổ đại hùng mạnh một thời đang dần bị suy tàn. Năm 1453, La Mã cổ đại rơi vào hỗn loạn. Đế quốc Ottoman đã chiếm được thành trì Constantinople. Lịch sử huy hoàng của đế quốc La Mã cổ đại đã kết thúc từ đây. Vậy là sau 1.500 năm huy hoàng rực rỡ, đế chế hùng mạnh này đã chấm dứt hoàn toàn từ đây. Nó đã bị sụp đổ trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đế quốc La Mã cổ đại đã được hình thành và trở nên hưng thịnh nhờ sự truyền bá của Cơ Đốc giáo. Thời kỳ hoàng kim của La Mã cổ đại chính là khi Cơ Đốc giáo trở thành quốc giáo. Bởi vì việc bắt bớ các Cơ Đốc nhân mà đế quốc này đã bị hủy diệt. Mặc dù đế quốc La Mã cổ đại dần dần bị người đời lãng quên và thoát khỏi vũ đài lịch sử, tuy nhiên, sứ mệnh trong dòng chảy lịch sử cũng như sự xuất hiện và tồn tại của nó đã ảnh hưởng thế nào đối với đời sau là điều không thể phủ nhận.
đó chính là hậu thuẫn mạnh mẽ cho việc truyền bá rộng rãi Cơ Đốc giáo, thúc đẩy việc truyền bá tư tưởng Cơ Đốc giáo rộng rãi trên khắp thế giới và ăn sâu vào tâm trí con người cũng như cách sống và giữ đạo của họ. Mặc dù sự hưng thịnh của đế quốc La Mã cổ đại đã là quá khứ, nhưng những ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo với nhân loại chưa bao giờ chấm dứt. Chính Cơ Đốc giáo đã nuôi dưỡng và dẫn dắt các thế hệ, từ thế hệ này qua thế hệ sau khác. Nó như một hạt giống tràn đầy sức sống gieo vào trong đất và cắm rễ sâu vào trái tim của con người. Cơ Đốc giáo không chỉ giải phóng tư tưởng của con người mà còn thúc đẩy phong trào phục hưng văn hóa nghệ thuật, nhưng nó cũng vạch ra hướng đi hoàn toàn mới và là nguồn cảm hứng cho sự phát triển của nhân loại trong nhiều lĩnh vực, từ đó thúc đẩy nền văn hóa nghệ thuật và khoa học của các quốc gia châu Âu phát triển một cách vượt bậc, đạt đến sự phồn vinh và hưng thịnh chưa từng có. Thế kỷ thứ 17, chiến thắng của cuộc cách mạng giai cấp tư sản ở Vương quốc Anh đã dẫn đến việc thông qua dự luật nhân quyền, xác lập nguyên tắc quyền của quốc hội cao hơn vương quyền, đồng thời thúc đẩy thành công việc hình thành chế độ quân chủ lập hiến. Như vậy, Anh quốc đã trở thành nước đầu tiên thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. Nó mở ra thời đại xóa bỏ chế độ quân chủ phong kiến và thực hiện chế độ quân chủ lập hiến của nhân loại. Khi chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Vương quốc Anh, thì các nước như Pháp, Đức, Ý và Áo cũng noi gương theo và tiến hành như vậy. Các cuộc cách mạng tư sản lần lượt nổ ra, dẫn tới việc chế độ chuyên chế phong kiến ở các nước này lần lượt bị lật đổ. Họ xây dựng hiến pháp riêng từng nước, đồng thời thiết lập chế độ quân chủ lập hiến riêng. Sau khi mở tuyến đường hàng hải mới, ngành công nghiệp và thương mại của Anh phát triển mạnh mẽ, đã thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Vương quốc Anh và tạo ra những nhu cầu rất lớn về tài nguyên. Vì vậy, trong quá trình phát triển lĩnh vực thương mại quốc tế, Anh quốc cũng dần mở rộng việc tranh giành thuộc địa và mở rộng thuộc địa. Vài quốc gia và khu vực ở châu Âu, châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Đại Dương và Nam Cực, cũng như ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương và Bắc Băng Dương đều lần lượt trở thành thuộc địa của Anh quốc hùng mạnh. Tới những năm đầu thế kỷ 20, Anh quốc đã chiếm đóng 1/4 lãnh thổ của trái đất và tất cả người dân sinh sống trên các lãnh thổ đó. Trong suốt quá trình mở rộng thuộc địa của nước Anh, họ đã mang đến kiến thức và tư tưởng tiến bộ về chế độ chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục và y tế vào các nước thuộc địa. Nhờ vậy mà kinh tế của các nước đó cũng phát triển. Trật tự thống trị cũ của các nước thuộc địa đã bị phá vỡ. Tư tưởng thống trị phong kiến khép kín vốn có cũng bị triệt tiêu. Điều này đã đặt nền tảng cho các nước thuộc địa bắt đầu xây dựng con đường dân chủ lập hiến ở đất nước của họ, mang lại bước ngoặt cho tình trạng xã hội cứng nhắc
trì trệ, khép kín và lạc hậu của các quốc gia thuộc địa và mang lại sức sống mới cho người dân ở những vùng đất này. Đây là sự đóng góp bất hủ của Anh quốc đối với sự phát triển trong mọi lĩnh vực của các nước thuộc địa. Quý nhà thần giáo, xin hãy cứu người nhà tôi. Vào những năm 70 của thế kỷ 19, cùng với sự mở rộng, phổ cập và phát triển công nghiệp hóa khắp thế giới và việc xóa bỏ chế độ chuyên chế phong kiến ở các nước trên thế giới, Anh quốc dần mất đi vị trí thống trị trong nền công nghiệp toàn cầu. Sau hai cuộc chiến tranh thế giới, các thuộc địa của Anh lần lượt giành được độc lập. Anh quốc đã trở nên suy yếu và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình với nhân loại. Khoảng 50 năm cuối thế kỷ 16, trong giáo hội Anh có một nhóm người đứng lên. Họ đã phản đối sự hoành hành của các giáo sĩ cũng như chủ nghĩa hình thức của giáo hội. Họ chỉ theo đuổi giáo lý thuần túy, cuộc sống ngoan đạo và hội thánh thánh khiết đất nước tự do. Họ được gọi là tín đồ thành giáo. Năm 1604, Hoàng gia Anh đã ra một sắc lệnh, lệnh cho tất cả tín đồ thanh giáo quay trở lại giáo hội quốc gia và tuân theo giám mục Anh giáo. Nếu không, họ sẽ bị trục xuất hoặc bị xử tử. Vì vậy, những tín đồ thanh giáo đã buộc phải rời khỏi châu Âu và di chuyển tới Bắc Mỹ. Sau đó, rất nhiều tín đồ thanh giáo cũng lần lượt rời quê hương tới Bắc Mỹ. Những tín đồ này đến từ Đại học Oxford hoặc Đại học Cambridge. Học thức của những người này cao hơn rất nhiều so với hầu hết người châu Âu thời đó. Họ đề ra các khái niệm tự chủ, bình đẳng và dân chủ cũng như các lời dạy của Đức Chúa Trời. Họ đã đưa những điều này vào tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ cũng như hiến pháp của Hoa Kỳ. Không có những tín đồ thanh giáo này thì không có sự ra đời của Hoa Kỳ và cũng không thể thiết lập chế độ chính trị tam quyền phân lập. Do đó, những tín đồ thanh giáo không chỉ là nền tảng của việc thành lập Hoa Kỳ mà còn là những người tiên phong giúp Hoa Kỳ trở nên hùng mạnh. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, với việc thông qua bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, một quốc gia độc lập, đa sắc tộc và mới nổi đã được ra đời ngay tại Bắc Mỹ. Đó chính là nước Mỹ ngày nay. Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, Washington, từng nói: tất cả các quốc gia cần phải thừa nhận sự quan phòng của Đức Chúa Trời toàn năng.
tuân theo ý muốn của Ngài, cảm tạ ân huệ của Ngài và khiêm tốn cầu khẩn sự che chở và ưu ái của Ngài. Xót con của con, xin Ngài hãy chữa bệnh cho nó. His deeds and his power can be found. His wisdom and authority everywhere. Amen. You and there and everywhere. Lạy Chúa, hàng ngàn lần lạy ta, xin Ngài hãy thương xót những đứa con của con. Xin Ngài hãy ban mưa xuống, tưới tắm cho những mầm cây khô héo này. Lạy Chúa. Ngài là nơi lánh nạn của chúng con. Hãy để những đứa con của Ngài nằm trong vòng tay của Ngài. Xin Chúa hãy bình an. From his design, all things exist beneath his gaze. All creation dwells beneath his might and reign. All things exist beneath his gaze. All creation dwells beneath. Sau nội chiến, nền kinh tế Mỹ phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ. Năm 1894, nước Mỹ đã trở thành quốc gia có tổng sản lượng công nghiệp lớn nhất toàn cầu. Thế chiến thứ nhất bùng nổ đã thúc đẩy sự thịnh vượng của nền kinh tế nước Mỹ. Sau chiến tranh, Hoa Kỳ đã phát triển vượt bậc từ một nước phải gánh nợ 6 tỷ đô, vươn lên thành một chủ nợ lớn với hơn 10 tỷ đô và trở thành quốc gia giàu nhất thế giới. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, sức mạnh quân sự của nước Mỹ đã được củng cố. Họ đã tự trang bị những vũ khí hiện đại nhất, đồng thời đã thành lập hơn 5.000 căn cứ quân sự khắp thế giới. Do đó, nhìn nhận một cách tổng thể, cả về lĩnh vực kinh tế hay sức mạnh quân sự, thì nước Mỹ hiển nhiên đã trở thành một siêu cường quốc trên thế giới. Điều này đã thiết lập vị thế chính trị của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Dựa trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng trong những ngày đầu thành lập đất nước, Hoa Kỳ sẵn sàng đóng vai trò là cảnh sát thế giới, giúp duy trì ổn định hòa bình thế giới. Vì vậy, Hoa Kỳ tiếp tục can dự cũng như can thiệp vào tình hình thế giới, kiềm chế sự bành trướng của chế độ độc tài một cách hiệu quả,
Mỹ đã bảo vệ rất nhiều nhóm người thuộc mọi tầng lớp bị bức hại vì lý do tôn giáo hoặc chính trị. Đồng thời, Mỹ đã kiềm chế mạnh mẽ sự bành trướng của các thế lực xấu trên toàn thế giới và làm suy yếu tác động của chúng đối với nhân loại. Xét theo một khía cạnh nào đó, Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình toàn cầu và làm một cán cân giúp cân bằng trật tự thế giới. Không thể phủ nhận rằng Hoa Kỳ đóng vai trò không thể thay thế trong việc duy trì và ổn định tình hình thế giới. Thank you.
Thank you.